chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại chân núi đỉnh núi Phía Hoắc thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Núi Phía Hoắc là ngọn núi cao nhất của tỉnh Cao Bằng. Hàng năm cứ mỗi khi mùa đông đến, tiết trời lạnh giá thì nơi đây hay xuất hiện băng giá, băng tuyết, tạo nên những hình ảnh rất là lung linh, kỳ thú. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi lên đỉnh núi này, nên hôm nay tôi quyết định sẽ trải nghiệm, khám phá và chinh phục ngọn núi này để mà chia sẻ đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Ngay bây giờ tôi mời các bạn hãy theo tôi đi trải nghiệm, khám phá và chinh phục ngọn núi này các bạn nhé. Từ đây đi lên đến đỉnh núi Phía Hoắc còn có chiều dài khoảng 7 km các bạn nhé, và chúng ta sẽ đi theo con đường này. Thôi, chúng ta bắt đầu đi các bạn nhé. Chưa bao giờ lên đỉnh núi này, nhưng tôi nghe nói mọi người kể là như vậy, nên chúng ta đi rất là từ từ, đi chậm thôi các bạn ạ. An toàn là trên hết. Đây là đoạn cua thứ hai rồi các bạn nhé. Đây đang có rất là nhiều du khách lên trên đấy. Rất là đông, rất là nhiều du khách đang ở trên đầy xuống. Đường nhỏ hẹp, những cung đường rất là đẹp, tuy nhiên đường hơi quanh co, gấp khúc, khá là nguy hiểm, nên chúng ta đi từ từ thôi các bạn nhé. Hôm nay có rất là nhiều khách lên trên này chơi, ngắm cảnh. Rất là mát mẻ các bạn nhé, trong lành mát mẻ, rất là dễ thở. Đấy, rất là cua các bạn ạ, rất là cua. Tôi vừa đi vừa quay để mà chia sẻ đến với các bạn, nên tôi phải đi rất là chậm, đi từ từ, bỏ lên rất là từ từ. Còn các thanh niên trẻ lao vun vút đi trước tôi rồi. Tôi nghe nói là đi lên đến đỉnh Phía Hoắc này thời tiết rất là lạnh, mặc dù hiện tại là đang là mùa hè các bạn nhé. Lên đến đoạn này tôi có cảm giác, cảm nhận được là khí hậu rất là mát và bắt đầu cảm thấy lạnh người rồi. Và tôi có mang theo áo mùa đông dự phòng cho chắc chắn các bạn ạ. Các bạn cứ tiếp tục xem video của tôi nha, và bấm vào nút đăng ký để ủng hộ tôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.
mát, trong xanh, rất là tuyệt vời. Cột đấy ghi là 1 km. Tôi chưa lên đây lần nào nên tôi rất là tò mò, đồng thời quay video này để mà chia sẻ đến với các bạn. Đi chậm chậm, an toàn, vừa đi vừa ngắm cảnh các bạn ạ. Đồng thời cũng chia sẻ hình ảnh rất là thực tế đến với các bạn. Đây, chúng ta lại tiếp tục leo dốc các bạn nhé. Tôi đang bò lên một cách chậm rãi. Đang có khá là nhiều xe từ phía trên xuống nên chúng ta phải đi hết sức từ từ và luôn luôn tỉnh táo. Đấy. Thì các thanh niên đang đi chơi ngắm cảnh trên đỉnh đèo đỉnh phía hoạt xuống. Nên leo trèo lên đây bằng thiết bị phương tiện như là bằng những phương tiện như là ô tô xe máy thì rất là khó khăn, vì đường trơn trượt rất là khó đi.
ta lại bắt đầu xuống dốc các bạn nhé. Đây cũng toàn dốc này. Xuống dốc rồi lại lên dốc. Ta lại tiếp tục leo dốc các bạn nhé. Bỏ lên rất là chậm rãi, rất là dốc. Lên đến đỉnh của các bạn nhé. Đoạn này rất là dốc, rất là cua. Wow. Đây lại có con mốc ghi là km 3. Đoạn này có vẻ bằng ở dưới. Thoải thoải cũng dễ đi hơn. Quay xuống phía dưới để mà chia sẻ những hình ảnh rất là đẹp đến với các bạn nhé. Đây các bạn ạ, tôi dừng ở đây, cái đoạn này chưa phải là lên đến đỉnh dốc đâu nhá, lên đỉnh núi phía bắc đâu nhá, mà là đang ở lưng chừng núi thôi. Đấy, rất là nhiều du khách đang đứng ở kia để mà chụp ảnh này. Đây này, rất là cao rồi. Leo lên đến đây là rất là cao rồi này. Mây mù bao quanh ngọn núi này, không nhìn thấy gì cả. Đấy, tầm nhìn xa thì khoảng tầm 30 mét thôi. Đấy, đây, những cái cây già, cổ thụ, trơ trọi lá ở đây này. Nói chung là khá là đẹp, khá là thú vị.
Thôi, chúng ta tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục đỉnh núi phía Hoác các bạn nha. Đây. Chúng ta tiếp tục đi các bạn ạ. Các bạn hãy theo chân tôi nha. Các bạn hãy theo chân tôi nha. Tôi quyết tâm đi hết con đường này để đến đỉnh núi cao nhất. Tôi đã quay phim được một đoạn đường khá là dài rồi, tuy nhiên chưa lên đến đỉnh núi phía Hoác này các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta đã chạm vào làn sương khói, làn mây mù đấy bay thoang thoảng quanh đây. Đây có cái trạm biến áp thì nó là cho trạm đường thủy văn trên đây càng lên cao tôi càng thấy hứng thú tò mò. Hoặc là như thế nào các bạn ơi, đây này rất là nhiều, rất là dày đặc các bạn nhá. Đây tầm quan sát hiện tại thì khoảng tầm 10m 15m thôi ạ. Đây đây sương mù rất là nhiều nhá. Đây, xin nhắc lại với các bạn tầm quan sát hiện tại khoảng tầm 15-20m. Sương mù quá nhiều, quá dày đặc. Rồi tôi cũng nghĩ là sắp lên đến đỉnh phía Hoác rồi, nhưng không phải. Chẳng biết chúng ta còn đi bao nhiêu xa nữa đây. Chắc là trên này thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, đây này, tôi quay lên cao một chút này. Trên này có cái cột. Sắp chinh phục đã thành công đỉnh núi phía Hoác thuộc đây có những cái cây rất là ít lá, rất là cũng thu trời tròn. Đây chắc là đây rồi các bạn ạ. Đây này, tôi thấy nhiều người say ở đây, và rất là nhiều xe ô tô ở đây này. Khá là nhiều du khách đang dạo chơi ở đây. Đây có bán hàng. Đây. Ôi, không ngờ hôm nay lên đây trời nắng. Rất là thú vị các bạn ơi. Vừa nắng vừa có sương mù. Rất là dày đặc. Mát mẻ. Thích quá các bạn ạ. Đây, ở đây có một ngôi nhà, chẳng biết ngôi nhà gì đây. Khí tượng, nhà khí tượng thủy văn hoặc là nhà gì đây. Xe ở đây.